Ở các bậc trung học cơ sở, các em bắt đầu được tiếp thu chuyên sâu hơn các môn học và văn là một trong những môn học chủ chốt. Notebook ngữ văn bài là một sổ tổng hợp kiến thức bám sát chương trình sách giáo khoa mới nhất của Bộ Giáo dục. Sổ tay tóm gọn kiến thức năm học của môn văn lớp 7 bao gồm cả học kỳ 1 và học kỳ 2. Sách tổng hợp một cách ngắn gọn nhất kiến thức môn học. Thiết kế sách khoa học sinh động với nhiều màu sắc giúp não dễ dàng ghi nhớ sâu sắc hơn. Khổ sách A5 gọn nhẹ cho con dễ dàng mang theo. Mỗi lần xem là một lần gợi nhớ kiến thức. Mùa ngày tại New York,